Đang là con này nhé. Đàn một tháng là cái đàn này này, con này nó một tháng này, còn lông cánh dài hơn, những con kia thì nó kém hơn khoảng tầm một tuần, một hai tuần, đấy nó cứ xem nhau mà. Chỗ này nó phải là bốn đàn. Có hai mẹ giáp rồi, còn lại nhốt vào rồi. Đây là loại hơn tháng, trên dưới một tháng, nó xem nhau hết. Vàng bé xíu. Con này khoảng 3 tuần mình thả rông nên rất là nhanh, còn nào yếu thì nó tèo luôn, còn nào sống nhà nó khỏe hết nhanh. Con này đẹp, vàng quay nhìn là to ở ngoài cái xíu rồi. Xíu. Mình lấy sâu cho ăn anh em xem. To ở ngoài. Còn ít sâu. Bọn này cậu cho ăn đấy. Còn chanh của nó nữa. Nhìn nhé. Nhiều có cho nhau ăn. Ấp một loạt. Tiếp nó ấp ổ chúng. Bọn này đòi vào ăn đấy. Ra đi. Có ăn mất của nó. Ấp này. Bỏ hết này. Đấy. Không. À, này đang đẻ. À, cái con này đẻ vào đây. Vừa đẻ xong, còn đẻ ấp. Còn ấp còn đẻ, các bạn này. Chúng ta phải bỏ nữa anh em. Nhiều phết, lần này là nhiều. Đây là ổ. Ngoài cái hỏng. Tối cho nó ngủ. Chắc kiểu luôn. Con mẹ này dẫn đàn này. Con má mẹ này dẫn 3 đàn liền này. Má mẹ nuôi con tốt mà nó khéo rồi.